Kết thúc 6 tháng đầu năm, thu ngân sách của cả nước đạt gần 876.000 tỷ đồng, bằng 54% dự toán. Tổng chi ngân sách nhà nước đạt gần 805.000 tỷ đồng, bằng gần 39% dự toán. Miễn giảm, gia hạn thuế phí lệ phí và tiền thuê đất trên 70.000 tỷ đồng. Công tác quản lý điều hành giá đã bám sát kịch bản điều hành. CPI tăng 3,29% so với cùng kỳ. Lạm phát cơ bản tăng 4,74%. Trên cơ sở dự báo tình hình trong thời gian tới, các đại biểu đã thảo luận về những giải pháp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung cải cách hành chính, chính sách tài khóa tiền tệ, cơ chế kiểm tra giám sát giá cả thị trường, kiểm soát nợ công. Thảo luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt trên 7.700 tỷ đồng, bằng 39,4% dự toán Bộ Tài chính giao. Giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 đến hết tháng 6 đạt trên 2.200 tỷ đồng, bằng 29% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Đồng chí đề nghị Bộ Tài chính xem xét sớm chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý đối với một số cơ sở nhà đất của cơ quan trung ương đóng trên địa bàn, để tỉnh có cơ sở triển khai dự án khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm thành phố Thái Nguyên. Đánh giá cao nỗ lực của ngành tài chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị thời gian tới, toàn ngành tiếp tục phân tích, dự báo kịp thời, diễn biến tình hình và đưa ra các giải pháp phù hợp với thực tiễn, đồng thời bám sát chủ đề điều hành của Chính phủ, tập trung xử lý những khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách. Thực hiện hiệu quả các chính sách tài khóa tiền tệ, quyết liệt trong cân đối thu chi ngân sách nhà nước, quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, tiếp tục giải pháp điều hành bình ổn giá trên thị trường, tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện và bền vững kinh tế xã hội đất nước.